Chào ông bà cô chú á, bữa nay mình đi rước em John nè, mà nó ra mà nó còn đứng ở đó, nó nói chuyện với bạn, nó tám với bạn nó nè. Ôi ôi trời, lại muốn chết mà không kéo áo lên con. Bữa nay á, ngày thứ ba là em John nó đi bơi, trường chở đi bơi. Nè, mấy chút không được. Ủa đâu không bơi hả? Sao vậy? Tại bus không có tới. Xe bus không tới hả? Không có tới. Xe bus không tới, xe bus không nói cô giáo à? Hả? Cô giáo không có biết luôn hả? Ôi xe bus kỳ cục quá vậy. Xe bus không tới mà xe bus không có nói người ta gì hết nè. Vậy chiều nay nhà mình chiều nay nhà mình đi bơi nha. Không. Đi bơi. Bữa giờ mình bữa mình bơi ngay thứ bảy tới giờ mình chưa có đi bơi nữa nè. Không. Bây giờ mình chiều nay mình cả nhà đi bơi đi, lạnh quá đi sông hơi. Nha. Không. Ok. Mình mẹ chờ con á. Chờ con nãy giờ luôn á, con đi ra sao còn ngồi nói chuyện với bạn gì hả? Dớn. Không có nói chuyện. Chứ mấy đứa bạn nó nói cái gì? Nó súng lại nó nói gì? Hả? Mấy đứa bạn nó súng lại nói gì vậy? Xe. Đi về lẹ đúng không? Ủa xe nó chờ mẹ hả? Mẹ chờ nó? Ai chờ ai? Chờ mình. Phải không? Ủa mình đâu có làm gì nó chờ mình. Chờ mình mà. Rồi ok đi. Ở Vinh không có gài dây vô Vinh. Thì ok. Không gài dây vô nó kêu pin 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 á, ông bà cô chú nghe nhức đầu luôn. Đừng có nhúng nhích đi coi cho mặt. Kìa, quay cái cảnh này, trời ơi nó tiếp nó chưa có mấy gì tan không mà cô chú ơi, cho nên nó hả trắng xóa hết trơn à. Cây cối nó cũng phủ tiếp mà cũng bạc màu hết à. Nó chưa có bữa nay nó bớt lạnh nè, bữa nay nó còn có 3 độ à. Bữa nay nó còn có 3 4 độ thôi. Ui say vậy ông bà cô chú chóng mặt luôn á. Trẻ mẹ nếu mẹ xấu. Quay vô gần kìa. Quay vô gần cho mà cô chú coi kìa. Lấy hả? Coi gần cây kìa, ở gần cây trước kìa. Trước. Nói vô vô quay trước nha hiểu không? Nó gần cây đây. Tại mình cây nó cây tóc cái cây. Mẹ nếu mẹ không có thích sao cho quay sao? Kìa. Ồ ở trước này nó trắng quá hả? Chào cả nhà. Chiều nay mình chiên chả giò rồi xong rồi ha. Cuốn cả nhà ơi. Cuốn gỏi cuốn á, mình lăn cuốn mà cuốn chưa xong nữa, chị hai nó đứng ở đây nó ăn luôn rồi. Rồi lăn cuốn thôi, cuốn thêm vài cuốn nữa cho nó hết luôn rồi xong rồi. Rồi chị hai nó nói tối quá không chịu ăn tối rồi, cho nên ngồi đó ăn đứng ở đó hả ăn nãy giờ mấy cuốn này. Quay lại coi mợ bầu chú ăn chưa? Ăn mấy cuốn rồi? Hai cuốn hả? Trời ơi. Nãy đi bơi về á cả nhà, chuẩn bị sẵn hết rồi xong rồi ha, về ha. Bắt đầu mình cuốn mà ha, nó nói chờ tối quá nó không chịu á. Nó đứng đó nó ăn rồi. Với lại mình có chiên miếng chả giò nữa nè. Ai muốn ăn gì ăn. Tại mấy nhỏ bây giờ nó đi học nó ngủ sớm cái ông bà của chú ơi. Đi bơi về xong rồi mình chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà đi bơi về cái xong rồi nó mới đầm rau này cho nọ cho nên nó cũng hơi trễ. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà. Mời cả chú ơi, ăn gỏi cuốn với nhà mình nha. Dắt mời ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn cơm đi con. Ôi giỏi quá nè. Yeah. Ok em mong đi. Đó. Mong đi nha. Bữa nay chị hai á, chị hai ăn gòi ông bầu chú ơi. Chị hai á nói vậy, chị hai ăn trễ quá, chị hai không chịu á. Nên mở màu chú ăn đi. Mình á, cái này tôm, cái này thịt, có tôm thịt mình chấm mắm nêm còn chậm. Mẹ có bỏ nước cho ngon không? Có chuẩn nước. Có mẹ có bỏ nước tương vô. Alo. Muốn á. Ngon quá. Ngoài nước tương đấy, miếng nước tương chấm này. Ngon quá. Bơ con.
con nhân này, nhân này rót chút xíu thôi. Tại chưa bỏ gì hết. Bắt ít thôi. Tại chưa mở. Ai, này, dắt ai ra đây ra. Dắt bán này cho ăn đồ nữa nha. Dắt bán ăn đồ. Ăn đồ nữa. Anh nhân cái chỗ đó có dưa đeo, để cái miếng dưa đeo đó cho em. Cái dưa đeo đó. Ăn to đi. Ai vậy bây giờ? Gỡ quá ta. Ngon quá. Nè. Vâng. Quan hả? Mí nào? Này quan nó nặng hơn quá. Này cho nè, cho chả giòn nha. Chấm mắm nêm ngon quá cả nhà. Nên dùng nè, cứ nói cho. Nên dùng nè, mẹ cứ nói cho. Con muốn chấm với mẹ không? Chấm đi. Mẹ con. Của ba không cay à? Vâng. Cái nhỏ thôi con. Vâng. Ngon lắm. Bữa nay cuốn đặc biệt có xoài với có khóm cho nên nó chua chua ngon. Ngon, nước ghi. Có mẹ con không? Con. Nó phải ăn cả giò mỡ quá. Hay hả? Ba bà. Bây giờ mình ăn cuốn thịt. Cay quá. Anh đang cay. Thì cân đốt bò rửa. Ở trên nóng, ở dưới không nóng. Từ thôi con. Dắt. Một cái bạn. Nó cay á. Đừng có nghe lời ba cay á. Để ăn nó nát. Chết rồi. Xin đi. Tha liệt kìa, tha liệt cái nàng kia. Ờ. Có gì đeo không? Không. Hết à? Coi lắm nha, nó không có gì cho con nữa. Vâng, hả, hả, dạ kìa. Đeo con.
Tụi em còn khúc á, đây cho nó. Nhâm mi, nhâm mi. Có bụng nhé. Cây đường của em nhé. Ờ, còn khúc đó đem cho nó đi. Chắc là mê gơ cả dữ lắm. Mê dưa leo dữ lắm. Dưa like son. Ăn thêm cuốn thịt nè. Ủa cay không ạ? Phim luôn. Nghe luôn. Gì vậy nào? Nào, xong rồi. Ngon. Ngon mà. Fan ấy thử. Bơi xong rồi đi ra là mua khoai tây mấy đứa nhỏ nó ăn rồi không. Thằng chị chỉ hai tranh thủ ăn đề lẹ em. Chị hai muốn đắp mặt nạ hay gì không? Chấm nước mắm ngon đúng không? Không. Cay quá. Ăn thêm cuốn chả giò no. Bọn chú ăn 4 cuốn no quá. Dăm 3 cuốn. Của em dăm 3 cuốn không có rau. Mà ở trong đây ha, mình làm bún nhiều với thịt nhiều. Lúc cô. Thôi đừng có nào. Chả giò mình tự làm. Mình làm nấm mèo với tôm với thịt với lại khoai tây, cà lốt. Chắc uống hả? Mẹ ơi. Ôi nó xạo kìa. Chắc cười. Bye bye Comin. Hi Comin. Jessica, come. You can say no, Jessica, come. Jessica. Ôi trời, dắt nó xạo kìa. Ủa sao mà quay vậy? Anh đi kìa, gửi kìa. Các bạn hát gì đó? Mau á. Dơi. Tới đây chào tạm biệt bà chú thôi. Nó ăn dưa leo mà giống như là nó uống rượu á. Ta. Đó là mẹ con ơi. Xì đờ chanh hơn. Yeah, research online. Do nói chào tới chào tạm biệt ông bà chú này do. Vâng đẹp đi ôm. Nào ạ. Ngồi làm ăn không? Mình đâu đâu mình thèm mình làm á.
ăn mấy cuốn thôi là no lắm luôn á cả nhà. Thôi video mình sẽ quay tới đây thôi. Ông bà cô chú ơi, hẹn ông bà cô chú vào tiếp sau. Ông bà cô chú có thương yêu gia đình Ngọc Hóa Family cuộc sống thì điện ông bà cô chú hãy đăng ký và gì cho anh like và gì share. Cảm ơn bà cô chú, bye bye ông bà cô chú, bye bye. Vô anh ngồi vậy đi xuống, ngồi vậy đàng hoàng, bye bye. Ngồi đàng hoàng cho mẹ. Chào tạm biệt ông bà chú, bye bye. Bye bye, dắt bye bye. Bye bye. Bye bye nè. Bye bye, bye bye. Bye bye. Cảm ơn ông bà chú, bye bye. Dắt bye bye. Bye bye. Bye bye. Nói cái gì không biết nữa.